Đợt vừa rồi thì mình cũng hơi bận nên là mình cũng chưa quay được cái tiếp cái video support. Thì ở video đợt này mình sẽ ra tiếp một vài video để support về cái bài web mỹ phẩm. Thì ở đây mình sẽ support, ở video này thì mình sẽ tiếp tục nói qua về một số cái cấu trúc của các thư mục Laravel, nó lại một chút. Hôm trước thì mình cũng đã nói qua rồi, hôm nay mình sẽ nói qua một số cái về phần config. Thì đầu tiên là cái file config này này. Các bạn sẽ quan tâm những cái file là file app là một. Đấy. Thì cái file app này ở đây thì để ví dụ như cái time zone này thì các bạn có thể để chỉnh chỉnh cái múi giờ của múi giờ mà cái thằng Laravel nó nhận được ấy. Đấy, ví dụ như hiện tại mình đang để Asan Hồ Chí Minh để múi giờ 7. Ở đây là những cái provider và những cái alias mà mình trong thằng Laravel nó có, và khi mà mình cài một số các packet khác mình cũng cấu hình cho nó, ví dụ như là mình đang sử dụng thêm mấy cái này mình mới cài này. Đấy, thì cách cài những cái này thì các bạn cũng có thể tự cài được và tự ép vào. Tiếp theo nữa là các bạn để ý cho mình file database. Ví dụ như có hai cách để khai báo cái database cho cái project. Một là các bạn chỉnh sửa sang file .env này. Đây. Hai là các bạn có thể đổi trực tiếp vào trong này. Đây, nó sẽ lấy trong NV trước, nếu mà không có NV thì nó sẽ lấy mặc định. Còn các bạn cũng có thể là xem mặc định ở trong này luôn, như thế nào đấy thì các bạn cũng có thể sửa đổi nó lại. Tiếp theo nữa là ở trong project này mình có một file cấu hình nữa là file permission, thì mình sẽ chưa nói qua. Đây, xuống mình cả. Ở đây thì mình sẽ có một số trạng thái của cái đơn hàng và một số hình thức thanh toán là thanh toán online và thanh trả sau, nên mình sẽ cấu hình hai cái class của nó ở trong này. Đấy. Thì các bạn chú ý này, để cái lúc nào mà phần nào phần giỏ hàng ấy, thì các bạn sẽ thấy nó cần quan trọng như thế nào. Tiếp theo là một cái thư mục nữa là thư mục, à chắc thế thôi, không cần đâu. À, thư mục cái helper này. Thì trong helper này thì mình sẽ có tạo những cái file function, cái hàm để mình xử lý ấy. Đấy, thì mình nhét vào đây và mình để sử dụng được cái hàm này ở dạng global ấy, thì các bạn có thể khai báo ở trong cái composer ở cái mục autoload này, file này. Đấy, các bạn yêu cái đường dẫn của thư mục vào đây thì các bạn có thể sử dụng được global. Khi mà nhớ chạy cái lệnh là khi mà vất vào đây trong các bạn chạy composer đang autoload nhé, thì với nó mới sử dụng được, nó với hệ thống nó mới loát cách đã. Và tiếp tục cái thư mục nữa là thư mục middleware. Đây, ở đây thì trong này mình có sử dụng, các bạn để ý là một cái là đây, cái này là check middleware để check login admin này, còn một cái check login user này. Đấy, hai cái đều giống nhau. Cái này là cái permission. Cái permission này thì là hệ thống của mình đang sử dụng cái Laravel permission để mình phân quyền. Đấy, thì ở trong cái này thì mình trước mình cũng có làm thêm ở trong cái router. Nhưng mà ở phần này thì mình chưa chưa review vội. Mình đã làm rồi, các bạn cũng có thể, bạn nào muốn review trong admin các bạn cũng có thể vào đấy để xem. Đấy. Thì mình cũng đã có sử dụng Laravel permission để phân quyền. Cái hệ thống phân quyền này nó chỉ là hay, thì các bạn nếu mà muốn xem chi tiết hơn thì mình cũng có cái video ở trên, các bạn có thể xem qua. Đấy, tạm thời các bạn chú ý cho mình những cái file đấy nhé.